ở ngoài bạn này có khoảng nãy rồi. Em đi ơi. Im. Đây là nó học lịch sử. Im đi, tao đi quay. Quay xong bài này. Ngạc nhiên chưa? Chia bài nhanh tay. Im đi, tao quay bọn mì cái là bụng cho bọn im xúc ảnh rồi nhá. Chia nhanh xoan quá. Mẹ ơi cười đi. Hai tay này. Mẹ ơi hết cảnh hay rồi. Hết cảnh hay rồi. Chị ta quay cuộc bóng đá của lớp này. Đấy rồi. Điệp cái tầm. Đấy rồi. Thank you.